Cô đã nhận đủ tổ bài của các bạn gửi là 16 bài. À, phím tụ là bài tập ở lớp 10 điểm. Bài tập về nhà là lúc chiều bạn đang mắc bần đi làm ở chỗ Nhật Trang Việt Lào, vừa làm á giờ tá thì đã làm rồi nhưng mà cô chưa được bài điểm. Mai Nhi bài tập ở lớp 10 điểm, bài tập về nhà 10 điểm, bài tập á giờ tá 10 điểm, rất tốt. Thảo Vy bài tập ở lớp 10 điểm, bài tập về nhà 10 điểm, bài tập á giờ tá 9 điểm. Đức Anh bài tập ở lớp cô 7 sai, cô 10 sai chính tả 8 điểm. Bài tập về nhà sai cô 2 Cô cho phím tụ điểm nhanh quá. 4. Yeah. Tính tụ lúc này á cho 8 mấy điểm em. Giá trị của ạ. Yeah. Bài tập về nhà là chưa làm, bài tập viết là chưa làm rồi Dạ. nhé. Rồi. Đức Anh bài tập về nhà là sai câu 2, 4, 6, 8, 6 điểm. Đức Anh là cũng kiểu làm vội quá. Này gần vào học rồi mình gửi. Huyền Trang bài tập ở lớp sai câu 5, câu 6, 8 điểm. Bài tập về nhà 10 điểm. Bài tập á cho ta 8 điểm. Dũng bài tập ở lớp 10 điểm. Bài tập về nhà sai câu 2, câu 8, 8 điểm. Bài tập á cho ta 5 điểm. Uyển Nhi bài tập ở lớp sai câu 1, 9 điểm. Bài tập về nhà chưa sao chưa làm Uyển Nhi? Quên à? Em ở mấy bạn gửi trống mà thầy thầy chẳng Không, gửi lấy. vậy hỏi cố chứ. Mày tập á cho ta. Mày tập á cho ta là một bán điểm. Thì mình có chiều bài đây. Chú này. Mày bài tập ở lớp 10 điểm. Bài tập về nhà 10 điểm. Bài tập á cho ta 8 điểm. Bảo Tâm. Bảo Tâm bài tập ở lớp 10 điểm. Bài tập về nhà 10 điểm. Bài tập á cho ta chỉ được 5 điểm. Mai Linh. Bài tập ở lớp 10 điểm. Bài tập về nhà. Sai câu. Chờ cô nhé. Alo. Dạ phụ huynh ạ. Dạ. Lý do chi ạ phụ huynh? Tức là buổi sáng là cả cả Quỳnh Như vừa cho Mạnh nó học được không? Thảo là ai? Phương Thảo á? Phương Thảo với cho Mạnh à, rồi để cô nội cô chuyển lịch xem để có rồi rồi thì phụ huynh chịu khó về nhé, để cô nội chuyển lịch sáng chiều mai nhé, không biết chiều mai con kêu là mái mà vẫn cứ trung lịch vai ba em thì cô lại phải nghỉ con, nếu muốn trung đi học kêu mái để cô có thử nhắn tin tên có cả cháu phản hồi hay đắng à, rồi cho cô một tí. Tiếp theo có nhân chuyện hẹn định ban mốt đây. Bảo Tấm nữa. Mai Linh Mai Linh là bài tập ở lớp 10 điểm. Bài tập về nhà sai câu 2, 4, 6, 8, 9 5 điểm. Bài tập á cho ta 8 điểm.
phân cái phân tịnh tư tràng tư là mà đi chém lại đó, bài tập về nhà chưa được nữa. Khánh Linh à, Khánh Khánh là bài tập ở lớp 10 điểm, bài tập về nhà 10 điểm, bài tập ở 10 điểm. Khánh Linh bài tập ở lớp 10 điểm, bài tập về nhà 10 điểm, bài tập A cho ta 10 điểm. Những bạn mà 10 điểm tròn tình như vậy là đã rất hiểu bài rồi. Ta Mỹ bài tập ở lớp trái câu 3 7 9 7 điểm, bài tập về nhà trái câu 3 9 điểm, bài tập A cho ta 9 điểm. Huyền Sang bài tập ở lớp 10 điểm, bài tập về nhà 10 điểm, bài tập A cho ta 9 điểm. Diêu Linh bài tập ở lớp, bài tập về nhà, bài tập A cho ta 10 điểm. Giá Phong bài tập ở lớp, bài tập về nhà, bài tập A cho ta 10 điểm. Có bạn nào có chưa nhận xét không? Rồi. Giờ chúng ta đi vào phần bài học. Phân điểm thì người các bạn nhớ à, có lẽ phải lấy điểm luôn chứ, hôm trước đã quên rồi, buổi buổi bảy trước đã quên đó, buổi sáu trước à, không quên này, buổi sáu trước vẫn có điểm, có được tính là lấy điểm luôn. Nhớ kiếm tụ chưa có quá, kiếm tụ cái này có nhận xét đó. Bài tập ở lớp kiếm tụ bài tập ở lớp 10 điểm. Bài tập về nhà chưa thấy, bài tập bài tập à cho ta 9 điểm. Yeah. Rồi. Bây giờ có chưa quá cái bài tập không được rồi. Nhất đó là bài tập ở lớp, bài tập ở lớp cái phần này dễ nhưng mà một số bạn vẫn được sai. Bài tập ở lớp thì có hai nhiệm vụ, nhiệm vụ thứ nhất đó là các bạn tìm cho cô đó là cái tịnh từ ở câu thứ nhất rồi chuyển sang tràng từ ở câu thứ hai. Cái tịnh từ ở câu thứ nhất, vị trí của tịnh từ thì nó đứng độc lập sau thu bí hoặc đứng trước danh từ để tạo thành cụm danh từ, có tìm cái tịnh chất đó thể tìm được tịnh từ thôi, và tịnh từ cũng rất quen thuộc. Đó là gồm có cả từ là perfect, đúng không? Rồi là perfect đứng sau to be, angry đứng độc lập sau to be. Còn ở trường hợp này, a loud speaker thì speaker là danh từ, đứng trước danh từ để tạo thành cụm danh từ đó là loud. Rồi a bad writer thì đấy là cụm danh từ, trong đó writer là danh từ, đứng trước danh từ là tính từ. Rồi a nice guitar player, a nice guitar player, trong đó guitar player là danh từ, còn đứng trước danh từ là tính từ nice. Rồi a good painter thì đấy là một cụm danh từ, trong đó danh từ là painter, đứng trước danh từ là tính từ good. Rồi a quiet girl thì đấy là cụm danh từ, trong đó danh từ đứng cuối cùng và đứng trước danh từ là tính từ. Rồi the exercise, this exercise is easy. Trong trường hợp này thì tính từ đứng độc lập sau to be để ta tìm tính từ. Và câu thứ hai thì trong câu thứ hai tất cả đều xuất hiện động từ thương, nên theo sau động từ thương sẽ là tàng từ thể cách. Và đây có từ slow đứng độc lập sau, đứng độc lập sau to be. Và từ careful đứng độc lập sau to be. Vậy bước thứ hai là ta chuyển cả cái tính từ đó sang làm tràng từ thể cách ở câu thứ hai, và ta thấy tất cả câu thứ hai thì đều có động từ thương, và tràng từ thể cách khéo sáu động từ thương để bổ nghĩa cho động từ thương đó. Từ careful mà muốn chuyển sang sau sang phía sau để làm tràng từ thì ta thêm đuôi lý nữa, ta thêm đuôi lý nữa, cái này cô gộp nha, ta thêm đuôi lý nữa thì đưa ra được sau. Từ slow cũng vậy, ta thêm đưa lý rồi đưa ra phía sau. Từ này cũng vậy, ta thêm đưa lý rồi đưa ra phía sau. Từ này thì ta chuyển ý dài thành ý ngắn rồi thêm lý đưa ra phía sau. Từ loud thì ta thêm lý đưa ra phía sau. Từ bad ta cũng thêm lý đưa ra câu sau. Từ nice
một số bạn nó chuyển e thành y đâu được, để nguyên chứ có luật nào đó. Thêm lý là được. Từ good thì ta phải chuyển thành từ well, bất quy tắc. Từ quiet thì ta thêm lý vào là được. Từ easy ta chuyển y dài thành y ngắn mới thêm đi. Đó. Vậy là xong cái bài tập đó. Bài tập thứ hai về nhà đó là chia cái tính từ trong hoặc ở dạng tính từ hoặc dạng từ thể cách. Vậy ta sẽ đặc điểm của câu thôi. Câu thứ nhất này có động từ thương thì trước nó phải là dạng từ thể cách. Mà dạng từ thể cách thì ta phải lấy từ, ta dùng từ quick thêm từ lý nữa là được. Vậy ở đây là quickly. Vậy ở đây sẽ là quickly. Câu thứ hai, ta thấy có a girl thì đấy là một cụm danh từ. Cuối cùng là danh từ, đứng trước danh từ sẽ là tính từ để tạo thành cụm danh từ. Mà tính từ thì ta phải đưa ra để dạng nguyên pretty. Pretty. Đó. Mandy is a pretty girl. Mandy là một cô gái duyên dáng. Con câu số 3. Như bạn thấy to be ở đây là đưa ra tính từ. Nhưng mà tính từ nó là năm đấy đâu. Nói gì là tính từ thôi. Vậy đứng trước tính từ thì đó chính là trạng tư thể cách, đúng không? Trạng tư thể cách đứng trước tính từ nên ở đây là terrible. Terrible. Và từ này có tấn công là lơ é thì ta chuyển é thành y là được. Terrible. Lớp học thì rất là ồn ào hôm nay. Câu số 4, ta thấy có a single thì đấy là cụm danh từ, đứng trước danh từ sẽ là tính từ. Vậy từ good đưa ra để nguyên, như bạn là chuyển đấy thành từ well. Rồi. Câu số 5, có từ open. Open là động từ. Vậy bổ nghĩa cho động từ sẽ là càng tư thể cách. Và từ easy ta chuyển easy thành in ngắn. Easy thành in ngắn đối chứng đi. Câu tiếp theo ta phải có ớ và kết thúc bằng đây thì đấy là cụm danh từ và đứng trước danh từ sẽ là tính từ. Vậy đưa terrible ra để nguyên. Đưa terrible ra để nguyên. It's a terrible day today. Hôm nay là một ngày tồi tệ. Câu số 7 ta thấy có từ sings là động từ hạt. Động từ hạt. Vậy đứng trước hoặc đứng sau động từ sẽ là trạng từ thể cách để bổ nghĩa cho động từ đó. Vậy ở đấy từ good là động trạng tính từ đặc biệt, khi chuyển sang trạng từ sẽ là well. Rồi he is a driver, nó sẽ có ở và kết thúc bằng danh từ thì đấy cùng danh từ. Đứng trước danh từ sẽ là tính từ nên đưa ra careful. Đưa careful ra để nguyên tính từ. He is a careful driver. Anh ấy là một tài xế cẩn thận. He drives a car. Ở đây các thầy có động từ xuất hiện. Về theo sau động từ sẽ là trạng từ để bổ nghĩa cho động từ. Nên ở đây sẽ là carefully. Carefully. Rồi câu tiếp theo. The dog barks. Barks là động từ. Barks là động từ. Về theo sau động từ sẽ là trạng từ thể cách. Thì ở đây sẽ là loud. Loudly. Loudly. Đó là cái bài tập thứ hai. Sang bài tập thứ ba, bài tập làm tên Azota. Một số bạn làm rất tốt nhưng mà nhiều bạn làm phần này vẫn chưa ổn lắm. Phần này mật khẩu là mấy các bạn? Một rồi các bạn. Một. Một. Oh. Vào làm rồi. Để chưa. Lấy bài của Bảo Trâm để chưa luôn.
Bài của bà, bài câu thứ nhất này. Two people were injured in the accident. Ở đây các thầy có injured là động từ. Và đấy có to be. Vậy đằng trước nó phải là trạng từ thể tách. À, vậy ta phải điền đáp án là seriously. Hai người đã bị thương trầm trọng ở trong cái vụ tai nạn. Câu tiếp theo. The driver of the car had injuries. Vậy trong trường hợp này injured là danh từ. Và ở đấy là tạo thành cụm tính từ đựng được danh từ để tạo thành cụm danh từ. À, những cái vết thương trầm trọng nên đấy phải là đáp án A. À, tạo cái tai xế của xe hơi có bị nhiều vết thương trầm trọng. I think you behave very. Behave là động từ. Behave là động từ. Vậy theo sáu động từ sẽ là tạm từ thể cách sao phít lệ. Tôi nghĩ rằng bạn đang cư xử một cách rất là ích kỷ. Rose is obsessed about losing her job. Obsessed là tính từ. Vậy đứng trước tính từ sẽ là trạng từ thể cách để bổ nghĩa cho tính từ đó. Đến đoạn này phải là terribly. Rose thì rất là buồn phiền vì rất là buồn. Cảm giác rất là buồn. Bởi vì đã mất công việc, đã mất việc. There was a change in the weather. Ở đây các thầy có a change thì đấy là một cụm danh từ. Đừng cuối cùng là danh từ thì đừng được được nó là tính từ để tạo thành cụm danh từ nên là sudden. Sudden là đột nhiên. There was a sudden change in the weather. Có một cái sự thay đổi, một cái sự thay đổi đột ngột của thời tiết. Câu số 6. Everybody at the party was dressed. Ở đây các thầy có từ dressed là động từ. Vậy đứng trước động từ là một trạng từ thể cách để tạo thành để bổ nghĩa cho nó. Nên nó này là phải carefully. Mọi người ở trong lễ hội thì được trang phục một cách là đầy màu sắc. Câu số 7. Linda White likes wearing clothes. Các thầy có động từ like wear thì sau đó là trạng từ thể tách. Linda thích mặc đồ là sorry, đàn em phải. Đoạn này từ closet là danh từ, đựng trước danh từ để tạo thành cụm danh từ. Vậy tạo thành cụm danh từ sẽ là từ, tính từ sẽ là colorful. Linda thích mặc cả cái đồ màu có nhiều màu sắc. Câu số 8. Liz fell and hurt herself quite. Ở đây ta thấy có động từ hurt. Thì đấy là sau nó sẽ là trạng từ thể cách để bổ nghĩa cho động từ. Liz bị ngã và làm đau cái chỉnh bản thân mình một cách tồi tệ. Yeah. Câu số 9. You say that he didn't do well at school because he was taught. À, ở đây các thầy có từ taught là động từ. Khi đang trước nó phải là trạng từ thể cách để bổ nghĩa cho động từ. Dũ nói rằng anh ấy đã là học ở trường không tốt bởi vì anh ấy là không được giáo dục một cách tồi tệ. Câu số 10. Don't go up that ladder. It doesn't look. Ở đây thì đặng là look là động từ thường thì sau nó là trạng từ thể cách, nhưng không, look nó là một động từ chỉ giả quan. Vì vậy dù là động từ thường theo sau nó vẫn là tính từ. Cái phần lý của cô đã nói rồi. Nên ta không được dùng safely mà phải dùng là safe. Đừng có đi léo cái thang đó. Nhìn nó trông là không an toàn thì nào cả. À, đó là cả cái câu bài tập đây nha. Hôm nay chúng ta sang phần tiếp theo. Đó là trở lại với phần nghe. Trở lại với phần luyện nghe. Đây là rồi. Ok. 27. Today we practice listening test one, test number two. Hôm nay chúng ta luyện nghe của test một và bài kiểm tra số hai. Hôm trước cô nói để chuyển cho bạn chấm những bạn nào xin cô D ấy, thì cô chuyển để D nghe. Nhưng mà cũng nghĩ rồi cô chuyển từ mèo sáng ra lỗ được không? Email là email mà Zalo. Chẳng tha chuyển Zalo sang email. Nha. Cái này em nó xin được rồi cậu ạ.
cô chuyển qua email được, nhưng mà như để cô luyện cho nghe, cái phần nào không nghe được thì khi đó các bạn mới nghe nhé. Yên tâm, trước khi đi thi các bạn được nghe hết là được, chỗ nào không nghe trên lớp là cô sẽ chuyển cho các bạn từ nghe này nha. Để đảm bảo ý thì là chúng ta phải được nghe hết phần két. Két thì có 7 két, mỗi két có 4 test, về bài 4 28 test. Now before listening, you write on the new word released to our lesson. Trong bài nghe của chúng ta hôm nay có 28 từ nó liên quan đến chủ đề nghe. Mời các bạn ghi cái phần từ vựng vào vở. Khi nào ghi xong chúng ta giơ tay lên. À, cô tạm thời tắt ghi âm thì nữa các bạn để nhắc cô bật ghi âm lại nhé. Các bạn quên nhắc cô ghi âm phần này. Rồi. Vậy cô đọc lại để những bạn không cũng tham gia hôm nay là có thể đọc. Tất cả các bạn về nhà quay video phần đọc này và gửi lên nhóm chung. Present, give. Gift, prefer, square, round, tickle, a power of, outside, paint, first floor, office, dark, light, curtain, Wall. Earn. Manager. Secretary. Cost. International. Map. A tour guide. City center. Cost. Journey. Useful. Except, change money, wait. Now you read on, which word you can read, tell me. Chúng ta đọc, từ đọc toàn bộ từ, từ nào không đọc được khỏi cô. Ôi, chị em giả nghe lên chị cô. Từ gì? À, ví dụ như cái điện thoại này chiếm giá bao nhiêu tiền? À, quyển sách này chiếm giá bao nhiêu tiền? Em hiểu chứ? Rồi cô. Now, who can read? Raise your hand. Who can't? Lower your hand. Bạn nào có thể đọc thì giơ tay lên. Bạn nào chưa thể đọc thì hạ tay xuống. Từ nào chưa thể đọc thì hỏi cô. Các bạn đọc qua đi. Vậy là tất cả các bạn chưa đọc được thì phải tự đọc, từ nào mà chưa đọc được khỏi cố đó. Cố ơi, từ số 18 của Cause. Cô đọc em là hồi em tư số 17 chứ cô. Secretary. Cô đọc lại hồi em tư số 15 cô ạ. Earn. Từ 13 hả? Curtain.
Curtain, curtain. Bạn nào đọc được thì chúng ta giơ tay lên. Số 16 của à 16. Manager, 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 nhận vào man, manager, manager. Từ 14 đọc phát âm của à 14 rồi. Nhờ phát âm ra là o, go. Sau đó có chữ lơ ta phải uốn lưỡi lên. Từ này hơi khó đọc đấy. Wow, wow. Thì ta nghe nhé, ta nghe họ đọc trong này. Nghe cái từ này họ đọc trong nhé. Đấy, phát âm ra là o. Và nghe đọc này. Cái tên là tiếng Anh, thực sự là tiếng Anh Mỹ. Wow. Yeah. Wow. 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 Đấy, tiếng Anh thì nó hơi giống ố, nhưng mà vẫn có o. Wow. Wow. Hoặc là go. Go. Wow. 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 Yeah. On the wall. On the wall. On the wall, wall, ok. Với khó đọc, phải đi chữ, đã chữ đi chữ đó. Mời bạn bảo tâm nào. Những bạn yeah. Đọc được thì cứ giơ tay. Present, give, prefer, square, round, trickle, a power, outside, paint, first floor, office, dark, light. Curtain, wall, earn. Quên từ 16 rồi cơ ạ. Manager. Manager. Secretary. Cost. International. Map. A town guide. City center. Court. Zoning. Beautiful. Except. Jungle money. À không phải mà. Trang mắm thì white. Wait. À, Bảo Tấm thì đọc từ như vậy là nếu mà người nước ngoài nghe là nhiều nhiều từ họ không hiểu được. Họ không hiểu được là bởi vì em chưa bật được âm đuối. Cái từ nào có âm đuối là chắc chắn em phải bật âm đuối cho nó đi. Nên em chưa bật được, em luyện cái phần bật âm đuối này. Ví dụ này, từ số 4, từ số 1 này, số 4 này, số 7 này, 8 này. 10, 11, 12, 18, 20, 21, 23, 26, 28 là phải có âm đuôi. Này, present, present, gift, gift. Yeah. Rồi này, từ số 4 này, round, round, round. Yeah. Từ số 7 này, outside, outside, phải bật cái âm đuôi, bật cho nó rò ấy. Rồi, từ số 8 này, paint, paint, paint. Các em lớp 5 đến lớp 6 bây giờ được cố luyện là hầu như bây giờ đã 80% các bạn trong lớp đã đọc âm đuôi rất chuẩn rồi. Lúc đầu là mới chỉ được một vài bạn thôi. Rồi, ví dụ như từ dark, dark, dark. Office, 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 light, light, light. Đấy, bật nó rất, dù nhẹ nhưng nó rất là rõ. Cause, cause. Còn chỗ nào mà không có âm đuối thì đọc nó rất nhẹ nhàng. City, đấy, có âm đuối đâu. Johnny, không có âm đuối. Beautiful, nó cũng ít đuối. Nhưng mà nếu mà có âm đuối là rõ ràng luôn. Cost, cost, except. Except, wait, wait, okay.
Mời bạn Mai Nhi nào. Lesson eat the preferred square round kicker a power outside bank foot law office dark light curtain war earn manager secretary court international map a tour guide city central court join me beautiful except trang mắn gì wait Đấy, mái nhí cùng chưa bật từ cầm đuôi để phải về luyện đó ông sáu. Ông sáu đóng cái video các bạn nó phải bật âm đuôi cho cô nữa về ló mà luyện đó. Đức Anh nào. Dear teacher, present, gift, refer, square, route, chico, a power, outside, bench, first floor, a fire, tap, light, curtain, work, earn, manager, secretary, call, international, map, a tour guide, city central, cost, zoning, youth post, except, trang money, wait. Đức Ánh phân âm đuối là đã bật khá tốt rồi đấy. Nha, chỗ nào mà có âm tơ là em đã bật rất tốt rồi. Chú ý lại một số từ, là từ secretary, secretary, manager. Rồi, những cái từ đó là chú ý lại. Còn được anh đọc như vậy là khá ổn rồi. Bây giờ cô đọc lại lần nữa. Rồi về nhà tất cả chúng ta luyện. Mà chắc có lẽ cô phải đưa một cái video của một em lớp 6 lên để làm mẫu phần âm đuôi cho các bạn. Present, present, gift, gift, prefer, prefer, square, square, round, round, tickle, tickle, a pound of, outside, outside, paint, paint, first, first floor, office, office, dark, dark, light, light, curtain, curtain, wall, wall, earn, manager, manager, secretary, secretary, cause, cause, international, international, map, map, tour guide, city central, cost, cost, yawning, yawning, useful, useful, except, except, change money. Cái từ 27 này như bạn phải chỗ từ change, change money, change money, wait, wait. Okay. Đây là ta sẽ dành thời gian với nhà đọc rồi cô điều chỉnh xong. Now we come to Lick. So slide of listening. Step 2, part 1. Question number 1 to number 5. You will hear 5 short conversations. You will hear a conversation try. Vary one question for a conversation. Bây giờ mời các bạn ghi ghi cho cô từ câu số 1 nhỏ này này cho đến 5 nhỏ. Còn đến nay thì chỉ ghi cái mục màu đỏ này thôi. Còn cái chữ đầm với là số 0 nó không phải ghi. Cô ơi, cô đời em thì mà em phải đến để em đi kiếm cái sao. Rồi. Cô tạm thời dừng ghi âm. À, vấn đề để giải thích cái chỗ này đã. Các bạn sẽ được nghe 5 cái bài hội thoại ngắn. Một cái bài hội thoại được nghe 2 lần. 5 bài hội thoại này là riêng lẻ. Và trả lời cả câu hỏi. Câu không là ví dụ. How many people were at the meeting? Có bao nhiêu người ở cuộc họp? Và đáp án là C, 30.
Câu số 2. What is John going to do tonight? John sẽ làm gì tối nay? Go swimming, ride a bike, play football. Đi bơi hay là đạp xe hay là đá bóng. Wiki Band Family. Đâu là gia đình của Band? Khi ta dựa vào các bức tranh này, người ta sẽ miêu tả người trong đó. Thì bây giờ nhìn vào đấy, người ta chú ý này. Ở trong này thì có three people. Maybe it is sister, brother, or a younger brother. Maybe it is brother, sister, mommy. Maybe it is brother, sister, sister and daddy and younger brother. Chúng ta xem thử người ta miêu tả mấy người. Ở đây là 4 người, còn lại 3 người. 3 người ở bức tranh thứ nhất thì gồm có chị gái, anh trai và em trai. Bức tranh thứ hai thì có thể đấy là chị gái, anh trai và mẹ. Bức tranh thứ ba thì có thể là chị gái, anh trai rồi là em trai và bố. Đấy, thì ta nghe người ta miêu tả để rồi chọn, quyết định chọn bức tranh nào. Câu số 3. Which bag does the woman buy? A square bag, a trickle bag, a round bag. Những cái từ square, trickle, round ta đã học được ở phần từ vựng rồi. Ta phải xem, chú ý vào phần từ vựng để chúng ta kiểm tra lại cái đáp án đó có nghĩa là gì. How much did the woman pay for the apple? Cái người phụ nữ phải trả bao nhiêu tiền cho cái sổ táo? 30 pounds, 30 pence, 30 pence, 35 pence, or 40 pence. What time does the film start? Mấy giờ thì bộ phim bắt đầu? Ta chú ý đấy là liên quan đến giờ nên ta lại phải nghĩ đến cả cách đọc. 8:15 hoặc là a quarter past 8, gọi là 6:45 or a quarter to 8. 7:50 or 10 to 8. Đấy, ta phải biết được cả cách đọc này. Mời các bạn ghi vào vở, khi nào ghi xong thì chúng ta giơ tay lên. Đúng câu tạm điểm. Hoài Thương. Có Hoài Thương đúng cả 10 điểm. Của Khánh. Của Khánh đúng cả 10 điểm. Cô Uyển Nhi. Cô Uyển Nhi đúng 3 câu, 6 điểm. Đức Anh. Đức Anh đê ở mẫu mà em ghi đáp án rồi em. Em ghi đê à? Dạ đề em chụp cả bài. Rồi. Ghi đáp án. Của Đức Anh đúng 3 câu, 6 điểm. Những bạn có like đã khẩn trương một bài. Của Trần Hoan. Trần Hoan đúng cả rồi, 10 điểm. Bảo Trâm. Rồi, Bảo Trâm đúng cả rồi, 10 điểm. Gia Phong. Gia Phong đúng cả rồi, 10 điểm. Tốt thì nó nghe được bạn như vậy là ổn, 6 điểm trở lên. Là được rồi. Của Huyền Sang. Tiên Trang đúng cả rồi, 10 điểm. Của Mai Nhi. Mai Nhi đúng cả rồi, 10 điểm. Tiên Trang. Tiên Trang đúng cả rồi, 10 điểm. Kim Tú. Kim Tú đúng cả rồi, 10 điểm. Thảo Vi.
Thảo Vy đúng cả rồi, 10 điểm. Khánh Linh. Khánh Linh đúng cả rồi, 10 điểm. Văn Mạnh. Văn Mạnh đúng 4 câu, 8 điểm. Còn ai nữa? Rồi. Ồ em mấy điểm con? Hả? Em mấy điểm nữa? Em lại. Mai Linh. Mai Linh cái này có đọc rồi chứ nè. Em chưa nghe con. Ờ, Mai Linh là 8 điểm. Rồi bây giờ ta nghe lại phần đó nhé. You will hear each conversation twice. There is one question for each conversation. What a football match tonight. So there is a tick in box C. Now we are ready to start. Look at question one. Rồi, bây giờ ta nhìn vào câu số 1. One. What is John going to do tonight? Hello, Mrs. Brown. Is John there? No. Is Johnny? Có phải Johnny đó không? No. He's out on his bicycle at the moment. He is riding a bicycle at the moment. Anh ấy đang đạp xe bây giờ. Oh. Can he go swimming tonight? Can he go swimming tonight? Tối nay anh ấy có thể đi bơi được không? Oh, sorry, Paul. He's got a football match tonight. Sorry, Paul. He will have a football tonight. Football match tonight. Xin lỗi Paul, anh ấy sẽ có một cái trận đấu bóng đá tối nay. Vì vậy ở đây ta chọn đáp án C. Cơ bản là các bạn đã chọn đúng. Rồi câu số 2. Câu số 2 thì nhìn hình so với miêu tả mà giữa older brother và sister thì nghe có vẻ băng băng nhau đúng không? Tuy nhiên ở trong này thì chỉ có đáp án A thì hợp lý nhất. Right. Now listen again. Hello, Mrs. Brown. Is John there? No, he's out on his bicycle at the moment. Oh. Can he go swimming tonight? Oh, sorry, Paul. He's got a football match tonight. Two. Which is Ben's family? Gia đình của Ben là gia đình nào? Are you as tall as your sister, Ben? Are you taller than your sister, Ben? Bạn có cao hơn chị gái của bạn không? No, she's still taller than me. No, she is taller than me. Không, cô ấy thì cao hơn tôi. And what about your brother? Còn em trai của bạn thì sao? Oh, I'm much taller than him. I'm much taller than him. Không, tôi cao hơn cậu ấy rất nhiều. Vậy ở đây thì nói về ba người. Ở đây là bạn A là hợp lý. Câu số 3. Now listen again. Are you as tall as your sister, Ben? No, she's still taller than me. And what about your brother? Oh, I'm much taller than him. Three. Which bag does the woman buy? I want to buy a present for Diana. I want to buy a present for Diana. Nó là chậm. Tôi muốn mua một cái món quà cho Diana. What about a bag? What about a bag? Còn một cái túi thì sao? Yes, this one's nice.
What's this one? It's small and round. It's small and round. Một loài là nhỏ, một loài là tròn. I think she'd prefer a square bag. I think she prefers a square bag. Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ thích cái túi hình vuông hơn. No, this is better. No, this is better. Không, cái này thì tốt hơn. I'll get the round one. I will get the round one. Tôi sẽ lấy cái túi màu hình tròn. Nên ở đấy cô ba ta chọn đáp án C. Đó. Cô bốn thì nghe rất rõ. Đó. Nghe lại cô ba. Now listen again. I want to buy a present for Diana. What about a bag? Yes, this one's nice. It's small and round. I think she'd prefer a square bag. No, this is better. I'll get the round one. Four. How much did the woman pay for the apples? Can I help you? Can I help you? Tôi có thể giúp gì được bạn? Yes, I'd like a pound of apples, please. I would like a pound of apples, please. Tôi cần một bao táo. Do you want the ones at 30 pence, 35 pence or 40 pence? Bạn muốn cái loại 30 pence, 35 pence hay là 40 pence? The ones at 30 pence, please. The ones at 30 pence, please. Cái gọi mà 30 pence ấy. Vậy là chọn đáp án A. Đó. Listen again. Now listen again. Can I help you? Yes, I'd like a pound of apples, please. Do you want the ones at 30 pence, 35 pence, or 40 pence? The ones at 30 pence, please. Five. What time does the film start? Hello. Hello, Ray. It's Helen. About tonight. About now. Tụi này thì sao? Ah, yes. The film begins at 8:15. Oh, yes. The film begins at 8:15. Họ nói vào vấn đề luôn. Oh, vâng. Cái bộ phim thì bắt đầu lúc 8:15. Và từ begin nó bằng với từ start đó luôn. Nên nó tròn ngay luôn. Okay, so I'll meet you outside the cinema at about 5:00 to 8:00. Okay, so I'm outside at the cinema. Outside the cinema at 5:00 to 8:00. Vâng, vậy tôi sẽ đến được ngoài cái rạp chiếu phim lúc 8:05 nha. Vậy đây ta chọn là bản A là hợp lý. Vậy với cái bài này bạn liền nghe thì cô thầy đã cơ bản ông lớp là đã nghe đã ổn. Bây giờ ta sang bài số 2. Bài này mình nghe được. Đi giỏi. Đó. Hãy nghe. Bài này cũng không quá khó đâu. Nhưng mà để nghe được 100% thì quá giỏi. Hãy nghe Liz và Michael nói chuyện về những căn phòng trong khách sạn. Họ sẽ sơn cả cái phòng. Vậy họ sẽ sơn mỗi phòng cái màu gì? Chúng ta hãy nghe. Ở câu thứ nhất là tên phòng. Ở câu thứ hai là màu. Câu thứ ba là chúng ta lựa chọn. Đối với cái bài này thì họ đọc theo từ từ. Yeah, đọc theo từ từ. Dining room thì đã sơn là G, white. Vậy ta loại từ gì đi. Đúng không? Phòng ấm thì đã sơn màu trắng. Vậy television room. Phòng TV thì họ sẽ sơn màu gì? First floor bedrooms. Cái phòng ngủ ở tầng 1 thì họ sơn màu gì? Second floor bedrooms. Cái phòng ngủ ở tầng 2 thì họ sơn màu gì? Office. Cái văn phòng thì họ sơn màu gì? Kitchen. Phòng bếp sơn màu gì? A. Dark blue. Dark là tối. Lúc này ta học rồi đấy. Dark blue là cái màu xanh tối.
Light blue là màu xanh nhẹ. Dark green màu xanh tối. Light green màu xanh nhẹ. Tên nó xanh da trời, giữa là xanh là cây. Gray là màu xám. Red rồi là light yellow. Okay. Mời tất cả các bạn chúng ta ghi cái bảng trên vào trong vở. Ai ghi xong chúng ta giơ tay lên. Phải ghi nhá, ghi đầy đủ chứ không phải là chỉ nhìn thế này nghe đó nè. Thôi chụp hình mà ghi chắc kết quả là cũng chấp nhận mới nè. Bạn hạ tay xuống đi, khi nào ghi xong thì chúng ta giơ tay lên. At least one room will be a week. What time do you listen? I have 4 weeks. Some people have 5. But when you start, Jane, you only have 3. Right. Bye, Jane. Bye. This is the end of part 3. Ở 11 bạn đã ghi xong. Chụp cho cô cái bài số 4 này lên trên nhóm của. Còn bạn là Văn Mạnh Tân Hoát thì đã ghi chụp trước. Lớp 8 thì đứng đến tháng 4 mới thi học sinh giỏi thì là chúng ta nghe dần dần được. Thì lớp 9 là bây giờ là phải cho định tăng trị là chúng ta phải nghe cho hết rồi. 15 bàn đã ghi xong. Rồi, bây giờ chúng ta nghe nha. Now look at part 4. Nghe 2 lần sau đó 3 phút để chuẩn bị và gửi bài cho cô. You will hear a student telephoning a school. Listen and complete questions 16 to 20. You will hear the information twice. Good morning, International Language School. Can I help you? Yes, please. I'd like some information about your school. Certainly. What do you want to know? Well, first, what day does the next course begin? Well, our courses always begin on the first Monday of every month. Let me see. The next course begins on the 3rd of January. That's next week. Yes, that's right. And what time do classes start? Well, they begin at 9:15, so you should be here a little earlier, at about 9 o'clock. And I don't have the address. Could you give it to me, please? Yes. The school is at 57 London Road. Just a moment. I've got a map of the town. Could you tell me where London Road is, please? Yes. It's a long road. And we're quite near the station. Okay, I'll find it on my map. Thank you very much for your help. You're welcome. Now listen again. Good morning, International Language School. Can I help you? Yes, please. I'd like some information about your school. Certainly. What do you want to know? Well, first, what day does the next course begin? Well, our courses always begin on the first Monday of every month. Let me see. The next course begins on the 3rd of January. That's next week. Yes, that's right. And what time do classes start? Well, they begin at 9:15, so you should be here a little earlier, at about 9 o'clock.
and I don't have the address. Could you give it to me, please? Yes. The school is at 57 London Road. Just a moment. I've got a map of the town. Could you tell me where London Road is, please? Yes. It's a long road, and we're quite near the station. Okay. I'll find it on my map. Thank you very much for your help. You're welcome. Bây giờ cho các bạn 3 phút để chụp bài gửi cho cô. Của Khánh Bình đã rồi 10 điểm. Bạn còn lại phần tương không? Của Thương đúng rồi, 10 điểm. Của Hoan đúng rồi, 10 điểm. Của Mai Linh đúng rồi, 10 điểm, rất tốt. Của Quyền Sang đúng rồi, 10 điểm. Mà bạn chụp lên đến nhóm cho cô cái bài số 3 này. Bài số 3 cô đang treo ở màn hình ấy. Hay xong rồi chụp cô. Bạn Thảo Vi đúng rồi, 10 điểm. Rồi, tiếp tục chụp cho cô. Số 5. Yeah. Của Uyển Nhi. Uyển Nhi sai cái phần chỗ giờ đấy. Chỗ giờ con lại đúng rồi. Tạm biệt. Thôi nhưng mà con lại khẩn trương lắm. Kiếm tụ. Kiếm tụ đúng rồi. 10 điểm. Mai Nhi. Kiểu này chỗ này cho cả lớp đi thi học sinh giỏi được này. Rồi Mai Nhi đừng vào rồi 10 điểm. Huyền Trang đừng vào rồi 10 điểm. Bảo Trâm là sai một từ phân thời gian em á, thời gian chưa được. Bảo Trâm tạm điểm. Đức Anh. Đức Anh cùng sai phần giờ tạm điểm. Gia Phong. Đúng rồi, 10 điểm. Khánh Linh.
Vừa rồi, 10 điểm. Còn ai nữa? Rồi, bây giờ cô sẽ gửi ta chủ hai cái slide cuối cùng. Đó là tên nhà ta nghe bay. Ơi, em tẩy cấu ơi. Cô gửi đi. Ta nghe bay 3 với bay 5. Được chưa? Bay 3 với 5 về nhà nghe. Và cô chỉ gửi cho các bạn một cái file nghe. Trong cái file nghe đó thì nó có từ bay 1 đến bay 5. Nên ta phải túa. Ta phải túa cho đến cái bài của mình nghe để mà nghe. Các bạn có hiểu? Đấy, về nhà chúng ta phải túa nhé. Bây giờ cô gửi cái file nghe luôn này. Đấy. Các bạn sẽ tải về lên máy rồi chúng ta ghi. Bước đầu là chúng ta phải ghi lại hai bài đầu vở nè, ghi cẩn thận nè, chứ chụp quá mà chỉ chắc cho đáp án là cũng không chấp nhận nữa. Chúng ta phải ghi vào vở, rồi sau đó là tải bài nghe về và nghe. Và sau đó là chúng ta nộp lại bài, giống như là đó là nhiệm vụ bài tập về nha. À, của Thương, Quỷ Hoán, cô ghi, cô cho cô gửi vô nhóm của đội tuyển nhé. Bài nghe em. Rồi, bây giờ ta đặc điểm với cô luôn. Đó. Chúng bị hoán cũng gây nha, nghe và gửi cho cô nhé. Cô bắn mạnh xem nào. Cô ngày Monday, January. Tự mấy tư chi đi em. Mạnh. Sao tấy sân phải không em? Mày ơi. Dạ. Thôi nào vì nên tấn nhìn cái chữ nghìa nữa. Chào ơi. Nhìn vào mà như kiểu rớm của lũ mất mua đó. Nguêu vào. Ví cho cẩn thận vào. Rồi. Đấy. Tất cả đọc điểm cho cô nào. Mai Nhi đọc cả điểm ở nhà này và mấy con điểm hôm nay đọc đi anh. Mai Nhi đâu đó? Ủa? Hả? Tổng cả là mấy con? À, một điểm lên lớp đấy, điểm lên lớp của buổi trước đúng không? Điểm ở nhà đấy phải hái đấy nhé, buồn quá. Thôi cái xe mình hơi nghe nó. Xé màn hình nhé. Cô xé đây đi chứ được. Em nó thấy quá. Em có thấy em gật ngán đấy. Cả lời có thấy không? Có. Rồi. Anh nhìn mấy điểm. Đọc nhanh nhé. Mới có. 40 luôn không em? Dạ. Thuận lợi này. Huyên Trắng đọc được này. 80. Ủa chứ mà 5 con em. Rồi thì nghe có 2 bài á. 2 bài hay 3 bài ơi. 3 bài. Khánh quên đi. Mai Nhi 10 cả 5 con 10 luôn không em. Dạ. Rồi có. Cổ Huyên Trắng là 2 con 8, 3 con 10. Hơi như 6 điểm, 6 con điểm đúng có 3. 1 điểm mà lỡ. À. Một điểm mà lỡ một bài về nhà vậy là bài áo dô tá nữa. Rồi này bà bài nghĩa nữa. Ừ, điểm mà lỡ, điểm ở nhà, đúng rồi. Điểm mà lỡ, điểm ở nhà, điểm áo dô tá. Sáu con quá.
cháu con rồi là mãi nhí ai cho tám mấy điểm? 10 có 10 luôn, 6 con 10 luôn. Đến mình nó đấy chứ nè. Rồi Huyền Trắng ai cho tám mấy điểm em? 8 điểm nữa. Ừ, rồi. Đấy là 38 30. Rồi Mai Linh. 44 8 80 4 thêm con 8 nữa. 4 8 8 mấy được? 10. 10. Hết chưa? Con 5 con à. Rồi Thạnh Linh. 10 cả cô ạ. 1 2 3 4 5 6. Giờ này Thạnh Linh có em một con 8 nữa cô. À một con 8 nữa. Rồi. À, Văn Mạnh. À, 5 con 10 và con 8 cô ạ. Wow, giỏi quá. Rồi, 1 2 3 4 5. Rồi, Bảo Tâm. Em 2 con 10, 1 con 8. À 2 con 10 rồi mấy? 2 con 10, 1 con 8. Rồi. 2 con 10, 1 con 8. 1 con 8 được. Dạ. 7 con 10. Thế 4 con cô ạ. 4 con 10 không? Rồi. Lê Khanh. À, em cho ông Quân nhị vậy. Hả? Nhà sọc 10 của ạ. 10. Anh chỉ được con 5 con 10 thôi. Ừ. Vì có một con nó chụp cho cô bay vì lại cô cũng lại. Ờ, đó là con được mà có. Ừ, được rồi, đây rồi, đúng rồi. Như đủ 6 con á. Ờ, đúng rồi. Rồi, tiếp tục Huyền Trang. Một con chị nắm con mưa cô ạ. Rồi. 3, 4, 5, 6, rồi. Giá không? Ờ, mươi cả cô ạ. Hả? Mươi cả. Mươi cả, à. 2, 3, 4, 5, 6. Cô Khạnh nó phân thường cùng dưới nhân cô Khạnh nhá. Nói mẹ chuyển tài khoản cho cô để cô chuyển phân thường. Thảo Vi. Một con chị nắm con mơi cô ạ. Rồi. Đức Anh. Dạ, tạm rơm. Có cái điểm mà nhà em mày có, em chưa nghe quá. Không nghe rồi. Điểm ở nhà. Em bên điểm ở nhà. Ừ, Đức Anh ở nhà tạm, à, bài tập trên lớp đã tạm nè, ở nhà sậu. Á cho ta được mấy điểm? Dạ, yeah, 5 điểm. Rồi. Rồi, điểm là 2 con sậu thì 1 con tạm. Rồi. Rồi. Uyển Nhi. 3, 9, 6, 8, 8 quá. 3, 9, 6, 8, 8. Rồi. À, Kim Tú. Nha, 4 con 10 là 1 con 9 quá. 4 con 10, 1 con 9 à? Bị mất 1 con 1 đúng không? Dạ, mất 1 con là khi bài tập về nhà bài viết quá. Từ nhiều lính là có 10 này, 20 này, 30 này. Còn hôm nay là đi chơi thì thôi mất 20 đó. Cha Mỹ để con cha Mỹ đâu. Cha Mỹ. Cha Mỹ đâu nè. Cha Mỹ là 1 con 7, 1 con 2 con 9. 7, 9, 9. Rồi con mất đi 2 con 10 đi chơi. 3 con 10 đi chơi. Rồi. Ok. Vậy về nhà là các bạn có hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là quay video đọc từ vựng 28 từ vựng để cô kiểm tra lại cách đọc các bạn. À, cô sẽ gửi cái video của một bạn lớp 6 lên để làm mẫu. Cái phần bật âm đuôi chúng ta nghe chứ khó nghe và luyện cho được âm đuôi nữa. Rồi nhiệm vụ thứ hai là chúng ta nghe hai cái bài nghe đó và nộp lại kết quả cho cô. Ok. Cô hẹp bạn này à, được. Có bạn nào có ý kiến gì nữa không? Đó. So goodbye, see you again. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher.
Goodbye, teacher. Bye, teacher.